đầu tiên có tên gọi là xuyên thấu. À. Không cần thiết phải nhìn xuyên được vật thể, nhưng mà chúng ta phải dùng trực giác của mình để phán đoán xem hình dáng này là thuộc gương mặt nào. Và nếu như mà hai chị đưa ra đáp án đúng thì mỗi người sẽ đem về cho mình 5 điểm. Và bây giờ xin mời quý vị đến với vòng đầu tiên được mang tên là xuyên thấu. Hai chị có ấn tượng gì với một trong ba chàng này không? Cái dáng hình thôi. Ba chàng này thấy chiều cao ngang ngang nhau. Thì có mỗi cái bạn ở giữa là khác hai bạn hai bên đúng không? Hai bạn hai bên là tạo dáng khá giống nhau. Bạn ở giữa thì cái chân cao lên xíu. Hai bạn hai bên thì có vẻ đơn giản hơn một tí. Các bạn ở giữa thì có vẻ hơi nghệ sĩ hơn tí. Vâng, thì mới nhìn thì cũng chưa nói được gì. Bây giờ chúng ta thử nghe người đầu tiên. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình nha. Xin mời bạn đầu tiên ạ. Xin chào, biệt danh của tôi là Ngựa. Vì tôi tuổi Ngựa và hay thích đi lang thang. Cuộc đời của tôi có rất nhiều chuyến đi, những chuyến đi vì đam mê, những chuyến đi vì ưa mạo hiểm. Và tôi vẫn luôn tìm kiếm một người phụ nữ để mạo hiểm cuộc đời của mình. Tôi nghĩ phụ nữ không cần dùng giác quan thứ 6 để phát hiện những sai lầm của người đàn ông, mà hãy dùng giác quan thứ 6 để nhận ra người thực sự quan tâm và luôn ở bên cạnh mình. Thì sau khi nghe cái phần giới thiệu của bạn cái nickname là Ngựa thì hai chị có thể hình dung ra được cái bạn này có cái diện mạo như thế nào không? Mình nghĩ sẽ là khá là đàn ông. Bởi vì bạn rất là thích đi tìm kiếm, gương mặt chắc là không baby được. Không baby là nó như thế nào chị? Tức là không tròn trịa, không phải là gương mặt dễ thương mà sẽ là một gương mặt xương, nam tính một chút. Nam tính. Có vẻ là cũng hình dung ra được khái chút xíu. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chàng trai thứ hai. Mời anh. Xin chào, tên tôi là Mắc Nai. Bởi vì tôi rất thích ca khúc Mắc Nai cha cha cha. Tôi là con người vui vẻ, hòa đồng, dễ tính với mọi người nhưng lại khó tính với bản thân mình. Còn về giác quan thứ 6 của phụ nữ, đối với tôi, đó thực sự là một điều rất thú vị. Bản thân tôi cũng từng gặp qua những phụ nữ có giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén khi chỉ cần một vài biểu lộ khác thường của họ, nhất là đối với những người họ quan tâm. Tự nhiên họ có thể đoán được người đó đang nghĩ gì, dự định làm gì. Cảm ơn bạn. Một chàng trai có chất giọng trầm ấm. Bạn này mà cưa gái qua điện thoại mà thủ thỉ ban đêm thì chắc ối cô chết. Giống như chị Hằng đoán lúc đầu, bạn này cũng có vẻ khá là nghệ sĩ. Gương mặt nhọn, cằm có thể dài và tóc xoăn. Tóc xoăn. Xoăn ở đây không nghĩa là xoăn nhiều, nhưng mà chắc bạn sẽ không phải là tóc thẳng mà sẽ có tí gợn xoăn. Nói chung là anh chàng này là thuộc dạng duy mỹ, rất là thích cái đẹp. Yêu cái đẹp. Chăm sóc cho bề ngoài một chút. Cũng có vẻ là như vậy. Thế bây giờ xin mời đến với chàng trai cuối cùng, mời bạn. Xin chào, biệt danh của tôi là Cò. Vì hồi nhỏ tôi rất là ốm. Lớn lên do tôi chơi thể thao, chơi bóng chuyền và tập tạ, nên cơ hội tôi bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Tôi rất thích cuộc sống trải nghiệm và đi đây đi đó, thích xem phim hài, đặc biệt là phim của Châu Tinh Trì. Giác quan thứ 6 của tôi rất là yếu. Tôi đang dùng kinh nghiệm sống mình để bù đắp vào thiếu sót đó. Tôi đã trải qua một số mối tình và đã được nhiều lần trải nghiệm với giác quan thứ 6 trúng phốc của phụ nữ. Phụ nữ thật đáng sợ. Trời đất ơi. Khoan, cho mình nói cái bạn Cò ơi. Bạn đổi biệt danh liền đi, bạn đổi thành đại bàng hay chim công gì đó cái bạn khác. Chứ bạn Cò bạn yếu nữa rồi, bạn ra gái nó dập nhiều bạn. Bạn sợ quá, bạn lên bạn nói mấy câu tôi nghe tôi lo quá. Hình như là bạn ấy có vẻ hơi chắc trở khi gặp phải những người phụ nữ nhờ tình duyên nhờ. Phụ nữ đâu có đáng sợ về đâu hả bạn? Đúng, họ đáng yêu mà. Bạn này thì chắc chắn là nickname với cả người là khác nhau hoàn toàn. Vì bạn này nhìn rất là đàn ông. Mình nghĩ là gương mặt nhỏ, xương. Môi mỏng. Môi mỏng. Cái đặc điểm này phải nhớ cực kỳ quan trọng. Bạn này là một bạn rất là chất phác, chân thật. Xin được cảm ơn những cảm nhận của hai chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với ba gương mặt của ba chàng trai. Xin mời. Toàn là hot boy không nhở? Sao lại cảm giác số 2 là bạn Cò nhở? Số 2 là bạn Cò. Đầu tiên là bạn trai có nickname Ngựa. Theo hai chị thì bạn Ngựa sẽ sở hữu gương mặt nào ạ? Bạn Ngựa sẽ là số 1. Có vẻ không giống nhau. Mình nghĩ là số 3. Số 3. Dạ. Tiếp theo là bạn Mắc Nai. Theo hai chị thì bạn Mắc Nai sẽ sở hữu gương mặt nào ạ? Mắc Nai hàng chọn số 3. Tại vì là cái gương mặt của bạn ý với cái cách mà bạn ý thể hiện nó có vẻ cũng có chất nghệ sĩ. Còn chị Hạnh? Không, mình vẫn chọn bạn số 2 là số 2, Mắc Nai. Mắc Nai là số 2. Còn cuối cùng là bạn Cò. Theo chị Hằng thì bạn Cò là số 2 đúng không? Đúng rồi. Bạn Cò là người số 2. Còn Hạnh thì là người số 1. Sẽ là số 1.
xin được chốt đáp án của hai chị. Rồi, chúng ta cùng mở nha. Dạ. Cùng xem thử là sự khác biệt này và ai là người có trực giác mạnh hơn. Chúng tôi xin phép được mở bảng mắt này. Xin mời. Mắt này ơi, xin đừng đi nhé anh. Bạn số 2 sẽ sở hữu gương mặt nào? Như vậy là chị Hằng đã chính xác. Wow, chúc mừng chị mang về cho mình 5 điểm đầu tiên. Wow, mắt này. Wow. Mắt này cha cha cha. Còn lại bạn ngựa và cò xin phép được mở cùng một lúc. Xin mời. Chị Hằng đã đúng hết luôn. Xin chúc mừng chị Hằng, xin chúc mừng chị đã mang về cho mình trọn 15 điểm. Wow. Quá tuyệt vời chị Hằng ơi. Kinh nghiệm giao tiếp với đàn ông nhiều hơn. Ôi, không phải nhá. Ôi dồi ôi. Chị học cái cách này là từ cái kinh nghiệm đời sống hay là dùng chính cái trực giác của mình? Thực tế là nó cũng liên quan đến công việc rất là nhiều. Bởi vì Hằng có công ty về đào tạo. Đào tạo cả người mẫu lẫn đào tạo cả rất là nhiều các doanh nghiệp. Và trong quá trình đào tạo như thế thì mình có một khả năng là mình quan sát. Và từ cái khả năng quan sát đấy thì mình bắt đầu mình có cái sự phán đoán là với cái mẫu người như thế này thì sẽ thuộc tính cách và tính người như thế nào. Và mình sẽ có một cái tưởng tượng về hình dáng cũng như về gương mặt người ta. Nói chính xác hơn là Hằng với Hạnh thì hiện nay là hai chị em đang có thành lập chung một công ty, là công ty về đào tạo và quản lý người mẫu. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái khóa học về gọi là xây dựng hình ảnh cá nhân cho nhân viên của các doanh nghiệp. Thì chị Hằng là người đứng lớp phần lớn, còn Hạnh là đứng từ xa, chỉ đạo thôi, mình không đứng lớp. Nên đấy là lý do vì sao Hạnh nói trêu chị Hằng là có kinh nghiệm giao tiếp với các nam giới nhiều hơn là vì vậy. Và đây là kết quả, xin chúc mừng chị Hằng, chị đã đem về cho mình 15 điểm. Nhưng mà không sao gì ạ, còn hai vòng nữa mình có cái cơ hội mình gỡ điểm lại chị Hằng ạ. Chị không cần gỡ điểm, nhà chị là có thể nhường nhau hết. Và để có cơ hội nhường nhiều hơn thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi đến với vòng 2 chị Hằng nhé.